Các bản viết tay thời Trung Cổ nhìn như chẳng phải của loài người, chẳng hạn như bản thảo Phoenix của Đại học Yale đến giờ vẫn chưa có ai dịch được, hay như văn bản Bibliothèque của nước Pháp có vẻ như đến từ một thiên hà khác, nhưng cuối cùng lại có thể được giải mã thông qua thi thiên thứ 22 trong Kinh Thánh. Dù nhìn giống chữ viết của người ngoài hành tinh cổ đại, hệ thống văn bản kỳ lạ này thực sự là một dạng viết tắt thời Trung Cổ, được gọi là Tyrolean Notes, được sinh ra nhằm rút ngắn thời gian đọc, làm cho gọn hệ thống văn tự dài dòng xưa, kiểu giống như sách giáo khoa Việt Nam mình cho chính cái ô vuông rồi bắt học sinh đọc vậy đó. Hệ thống tốc ký này rất hữu ích, được điều chỉnh nhiều lần và sử dụng rộng rãi trong giới trí thức bí truyền tại triều đình Charlemagne từ năm 750 đến năm 900 sau Công nguyên. Ủa, rồi vẫn chưa thấy khúc dịch được bản thảo Voynich. Dù đã biết được cách thức và phương pháp viết, nhưng khoa học hiện đại vẫn chưa dịch được bản thảo Voynich. Rồi sao bảo là được mã hóa bằng hệ thống chữ viết tắt Tyrolean? Rồi còn nói đọc Kinh Thánh Thi Thiên 22 sẽ hiểu được bản thảo này viết gì? Khởi đầu vậy thôi, chứ nó không đơn giản như mọi người nghĩ, vì kiến thức và cách sử dụng tốc ký Tyrolean đã lụi tàn trong thời kỳ sụp đổ văn hóa triều đình Carolingia vào thế kỷ thứ 10. Việc dịch cũng bị đình trệ, một phần vì những hình ảnh kỳ lạ trong bản thảo làm phân tâm cho các nhà ngôn ngữ học, phần khác do lo sợ đó là chìa khóa mở ra thời kỳ đen tối của xã hội. Đến bây giờ, chúng ta chỉ biết sơ sơ rằng Voynich là một quyển sách lưu truyền phương pháp chữa bệnh và thuốc men thời Trung Cổ mà thôi. Không có người ngoài hành tinh, cũng không có phép thuật cải lão hoàn đồng ở đây đâu. Bí mật về bản thảo Voynich, một minh chứng cụ thể nhất cho thời đại tung hoành của thuyết âm mưu. Giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thuyết âm mưu trở thành một hiện tượng toàn cầu. Khoa học trên đà phát triển đã đưa ra góc nhìn mới, giả thuyết mới để lý giải cho các sự vật hiện tượng xưa. Dù chưa biết đúng sai, nhưng hầu hết đều sẽ bị ai đó gán ghép để trở thành một âm mưu đen tối và rồi nhanh chóng có mặt khắp báo đài, sự kiện, tin tức. Ví như bản thảo Voynich chứa đựng công thức trường sinh bất tử bằng cách hiến tế người phụ nữ còn trinh. Hitler làm căn cứ quân sự ở Nam Cực và Mặt Trăng. Căn bệnh Sida là do có người tạo ra để giết chết nhân loại. Hay mới đây, Covid là do Trung Quốc tạo ra nhằm tấn công người dân nước Mỹ. Đúng thật, Voynich sẽ mở ra thời kỳ đen tối của xã hội, nhưng mọi người hiểu sai ý rồi. Thời kỳ Trung Cổ còn được gọi là thời kỳ đen tối của lịch sử châu Âu, nhấn mạnh sự suy thoái văn hóa và kinh tế xảy ra sau khi đế chế La Mã suy tàn và thiếu vắng rất nhiều các ghi chép trong thời kỳ này. Bản thảo Voynich cũng ra đời trong giai đoạn khó khăn trên. Mọi người lo sợ cho rằng chính vì sự xuất hiện của Voynich dẫn đến xã hội suy đồi, thái hóa, nhưng sự thật không phải vậy. Các nhà sử học hiện nay thấy rằng thời đó họ phát triển đến mức mở rộng hình thức đọc viết tinh vi, khiến nó trông xa lạ với chúng ta hiện nay. Có ai còn nhớ việc cải cách chữ tiếng Việt gây sóng gió gần đây? Có chăng đó là một quyết định sai lầm? Biết đâu chừng bản thảo Voynich là chìa khóa mở ra cánh cửa của thời kỳ đen tối Trung Cổ và cho chúng ta cái nhìn sáng sủa hơn về lịch sử phát triển của nhân loại lúc bấy giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.